Cao thủ ăn xin. Khổ thân, còn trẻ thế kia mà lại bị tàn tật. Xin ông rủ lòng thương kẻ tàn tật khốn khó này. Cảm ơn, xin cảm ơn ông. Quái lạ, cái ngõ vừa nhỏ vừa hẹp vừa vắng vẻ thế kia, anh ta hì hục vào đó làm gì nhỉ? Thì ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật, tay này ghê thật. Xin ông chủ lòng thương kẻ tàn tật khốn khó này. Dạ, cháu cảm ơn ông ạ. Khổ thân cậu, thế hằng ngày cậu có đủ ăn không? Dạ, cháu cũng bữa no bữa đói ạ. Vậy hả? Thế này nha, tôi có một ông bạn rất giàu có và thương người lắm, anh có thể nhờ cậy được. Anh hãy dùng tiền này thuê xe nhờ họ chở đến nhà ông bạn tôi, theo địa chỉ tôi đã ghi ở mẫu giấy nhỏ này. Còn đây là địa chỉ nhà của tôi, khi nào cần anh cứ đến. Cháu cảm ơn ông. Một tuần sau, anh hỏi ai, có việc gì vậy? Cháu đây mà, ông không nhận ra cháu sao? Cháu chính là người ăn mày ông đã cho tiền lúc trước đó ạ. Cháu đến để cảm ơn ông. Ồ, thì ra là cậu. Hôm nay trông cậu khá quá, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, tôi không nhận ra. Thế nào, tìm được nhà ông bạn tôi chứ? Dạ được ạ. Ông ấy có cho ăn gì không? Dạ nhiều ạ. Về tiền thì cho những 100.000, nhưng cháu không dám nhận. Cháu chỉ nhận... Nhận gì? Một sự dạy dỗ ạ. Một sự dạy dỗ? Dạ đúng vậy. Ông ấy tàn phế về cả hai tay, vậy mà đôi bàn chân còn lại ấy làm nên tất cả sự nghiệp, tiền bạc. Còn cháu thì thật là vô dụng. Thôi nào, cậu biết được thế là tốt rồi. Thôi cháu chào ông, cảm ơn ông nhiều lắm. Alo, thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Dạ, từ nhà thầy, anh ta vừa đến đây và gửi lời cảm ơn thầy. Tiệm đổi giày. Cả đời ta đã bao phen lăn lộn, vất vả kiếm sống để có được một cơ ngơi như ngày nay. Giờ đây, sống trong giàu sang đủ đầy, mà sao ta vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ, thoải mái nhỉ? Phải rồi, cái ước mơ thời còn là một anh người ở của ta. Chà, tại sao ta lại có thể quên được chứ? Đã đến lúc ta có thể đi ngao du sơn thủy rồi. Vợ chồng thằng Ấm đâu? Lại đây cha bảo. Ước mơ thời trẻ à? Cha muốn đi đây đó, ngao du sơn thủy ư? Sao trước nay con chưa từng nghe cha nói? Thì bấy lâu ta còn phải tập trung vào nhiều việc khác, nên cũng chưa có lần nào nói với các con. Ước mơ thời trẻ của ta chính là đi đây đó cho mở rộng tầm mắt. Cha đi một mình như vậy, chúng con thật không yên tâm chút nào. Ta đã nhiều bằng tuổi này rồi, cha nhẽ không lo được cho bản thân,
ta sẽ cải trang thành một ông lão ăn mày, mang theo một số vàng phòng thân, rồi cho vào ủng. Làm gì có ai chú ý đến đôi giày của một người ăn mày chứ, có phải không nào? Ta đã rạch phần đế giày này và nhét tất cả vàng vào trong đó rồi, sau đó khâu lại, chỉ để một số tiền trên người thôi. Ta sẽ sống một cuộc đời như người hành khất thực thụ, bần cùng nguy khốn mới lấy ra. Thấy ta có thông minh chưa? Cha đi một thời gian rồi về với chúng con cha nha. Yên tâm, ta chỉ đi một thời gian ngắn cho thỏa cái thú của mình thôi. Ta sẽ sớm về. Chà, thì ra đi đến đâu cũng thấy có nét phản phất giống quê mình. Cũng có chỗ nghèo chỗ giàu. Chà, giống nhau nhiều đấy chứ. Bình yên thế là cùng. Đúng là có đi, quên hết sự đời mới thấy cuộc đời ý nghĩa biết bao. Ôi trời đất ơi, trời đất gì mà lạ thật, mưa không báo trước. Đi lâu cũng đau chân thật đấy. Đêm nay ta ở lại đây thôi. Người hành khất mà cứ đi thuê quan trọ, thật chẳng đúng chút nào. Thôi thì cứ ngã ở đâu, ta ngủ luôn ở đó vậy. Trời ơi, một đôi giày, tuy đã cũ mềm nhưng cũng đáng giá mấy hào. À, thật là khoan khoái, ngày cứ đến và trôi qua bình yên như thế này, thử hỏi đời còn gì hạnh phúc hơn. Ôi trời ơi, chết rồi, đôi ủng đâu rồi? Ôi trời ơi, thôi xong, tất cả vàng của ta nằm ở đôi giày đó, giờ ta biết phải làm thế nào đây? Trời ơi, ta vốn không ngờ có ngày đôi giày của một lão ăn mày cũng bị lấy cắp nữa. Không được, ngồi đây than vãn và khóc lóc không thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Đôi giày đã cũ như vậy rồi, không biết ai còn lấy cơ chứ. Người mà ăn trộm cả một đôi giày cũ thì có lẽ sẽ chỉ là người nghèo, mà vào tận trong miếu này để lấy thì chỉ có thể là người dân quanh đây. Mình phải nghĩ cách lấy lại đôi giày mới được. Ôi hên quá, vẫn còn một chút vốn liếng, vẫn có thể cứu vãn tình hình. Được, ta sẽ tìm cho ra đôi ủng của mình. Lạnh quá, hay là mình bỏ đôi giày xuống đi cho ấm. Nhưng mà đôi giày này khá cũ rồi, mình mà bỏ xuống đi, lỡ nó rách lại bán không được giá thì sao? Trời lạnh kéo dài, có một đôi ủng bán kiểu gì chẳng kiếm được chút tiền mua gạo. Nhưng mà thôi, mình sẽ bước đi thật chậm vậy. Dạ, chiếc giày cũ mà ấm quá. Đôi giày cũ, lấy giày mới đây, bà con ơi. Trời ơi, có thật như vậy không? Thật là không cần buộc thêm tiền không? Ừ, đúng rồi thưa bà con. Ai có giày cũ xin cứ mang đến đây, tôi xin đổi một đôi giày mới tinh như mọi người đang thấy trước mặt đây. Ôi dậy ơi, mày ở đâu? Trời ơi, đúng là đôi ủng ấy đây rồi, không thể nhầm được. Để cẩn thận, mình còn khâu chỉ vàng vào đầu mũi ủng nữa. Gia tài của mình đang ở kia rồi, mình phải hết sức bình tĩnh, chứ không sẽ bị lộ. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đổi giày đi ông, đổi giày cũ lấy giày mới đi ạ. Sao ngươi lại rộng rãi như vậy? Ngươi đổi giày cũ này để làm gì? Tôi có thể tự gia công lại giày, mua giày cũ về làm thành nhiều đôi giày của trẻ con, bán lấy chút lời mua gạo nuôi các con. Ông đổi đi kẹo hết, số lượng cũng không nhiều đâu. Thì đổi vậy. Đứng lại ngay, ngươi định đi đâu? Nói, tại sao ngươi dám ăn trộm giày của ta ở trong miếu hả? Đôi giày đã cũ như thế, ngươi còn lấy làm gì? Còn bỏ chạy, ta hô hoáng lên thì việc không hay đâu. Con có nỗi khổ của mình, con van ông hãy nghe con nói. Được, vậy thì hãy ngồi xuống đây, ta cho phép ngươi nói. Ông hãy nhìn kìa, chúng con ở đây nghèo khổ cùng cực lắm ông ạ. Mấy năm vừa rồi trời hạn hán, bao nhiêu vốn liếng chúng tôi đổ vào đồng ruộng giờ hết sạch cả rồi.
sắp tới trời vào xuân, thời tiết sẽ tốt hơn, thì cũng chẳng còn tiền để mà mua giống canh tác lại nữa. Cứ như thế, nghèo lại thêm nghèo ông ạ. À, nhà con thì nghèo quá, có xu nào con đều phải để dành mua cháo cho mẹ già và đàn con nhỏ. Vậy nên con mới túng quẫn làm liều. Xin ông hãy tha thứ cho con. Trong khi ta có cả một cờ người khá giả, chỉ nghĩ chỗ ăn chỗ chơi thì vẫn có những con người nghèo khổ đến như vậy. Thật là nặng lòng mà. Người hãy giúp ta đi gọi tất cả những người ăn xin lại đây. Nhưng để làm gì vậy thưa ông? Người cứ làm đi, ngay bây giờ. Dạ vâng, con sẽ làm ngay ạ. Xin chào bà con, tôi chỉ là một người hành khất đi ngang qua làng mình. Thấy bà con đang gặp phải khó khăn, tôi có lòng muốn giúp đỡ. Ông ta nói có thật không, hay là lại có âm mưu gì? Được biết, sắp tới vụ xuân, nhưng bà con không còn vốn liếng mua hạt giống canh tác. Vậy tôi xin giúp bà con mua hạt giống để làm lại từ đầu. Xin bà con hãy cho tôi biết cửa hàng bán giống thóc ở đâu, chúng ta sẽ cùng mua. Trời ơi, ông ấy thật là giàu có. Ôi, cái chuyện này có phải là mơ không đây? Mình đã mang cả một số bạc lớn dưới chân mà không hề hay biết. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có thể tiếp tục gieo hạt. Hy vọng năm nay sẽ là một năm bội thu. Thì ra, hạnh phúc là khi chúng ta được sống, được lao động và được thấy những người xung quanh mình ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn ông, ân nhân của chúng tôi. Suốt cuộc đời này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của ông. Trời ơi, xin bà con đừng có nói vậy. Được làm điều thiện, trong lòng tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Chào bà con, tôi đi. Ông đi đâu vậy? Xin hãy ở lại dùng bữa cháo đạm bạc cùng bà con chúng con ạ. Cảm ơn ngươi, nhưng đã đến đúng lúc ta phải trở về với các con ta rồi. Cái này ta tặng cho ngươi, và từ bây giờ đừng bao giờ mắc sai lầm nữa nha. Con nhớ rồi thưa ông, con xin đội ơn ông ạ. Cha đã về với chúng con rồi. Cha ơi, chuyến đi vừa rồi của cha thế nào rồi ạ? Có vui không cha? Này đúng là chuyến đi có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của ta. Ta đã được mở rộng thêm tầm mắt về cuộc sống muôn màu, đã biết sống thế nào để có ích và tự kiếm tìm niềm vui cho chính mình. Rau lừa. Ngày xưa, ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một người thợ săn trẻ tuổi, tốt bụng tên là Alan. Một ngày kia, khi cậu đang trên đường trở về nhà thì bỗng gặp một bà cụ nghèo khổ. "Cậu có thể cho ta chút gì để ăn không? Ta phải nhịn đói mấy ngày nay rồi." Bà cụ tội nghiệp, "Cháu có ổ bánh mì đây, cụ ăn đi cho đỡ đói." "Cảm ơn cậu. Để trả ơn cậu, ta sẽ nói cho cậu một bí mật. Hãy đi theo con đường này đến chỗ cây cổ thụ. Ở đó có mấy con chim đang giành nhau một chiếc áo. Cậu hãy bắn rơi chiếc áo đó. Đó là áo vạn dặm, có thể đưa cậu đến bất cứ đâu trong chớp mắt." "Thật như vậy sao?" "Bên trong áo còn có một viên đá thần. Mỗi sáng nó sẽ tạo ra một đồng tiền vàng ở dưới gối của cậu. Hãy đi đi nhé." Alan đi theo chỉ dẫn của bà cụ tới chỗ cây cổ thụ. Quả nhiên có một đàn chim đang giành nhau một chiếc áo choàng lấp lánh. Bà cụ có lẽ là thần tiên đã ban tặng báu vật cho mình. Mỗi ngày khi Alan thức dậy lại thấy có một đồng tiền vàng bên dưới gối. Có được chiếc áo vàng chậm, cậu quyết định chu du khắp nơi tìm hiểu những điều mới lạ. Một ngày, khi đang lạc lối trong khu rừng xứ lạ, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một tòa lâu đài đồ sộ. "Chào chàng trai trẻ, chẳng hay cậu đi đâu mà lại đến được lâu đài của ta." "Cháu đang bị lạc trong khu rừng này, vừa hay nhìn thấy tòa lâu đài của bà. Bà có thể cho cháu nghỉ lại một đêm không ạ?" "Được chứ, mời cậu vào. Con gái Halina của ta sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Hắn có chiếc áo vạn dặm và viên đá thần. Con phải dùng mỹ nhân kế để lấy lòng tin của hắn,
sau đó cướp lấy báu vật. Nhìn chàng thật tử tế và tốt bụng, con không muốn làm như thế thưa mẹ. Nếu con không làm, ta sẽ biến con thành một con cóc và đuổi con ra khỏi nhà. Bà già trong tòa lâu đài chính là một mụ phù thủy, mụ ép con gái thực hiện kế hoạch hãm hại Alan. Alan không hề nghi ngờ, cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ dịu dàng, xinh đẹp của Helena. Chẳng mấy chốc, Alan đã yêu say đắm cô con gái của mụ phù thủy. Helena, có chuyện gì mà hôm nay nhìn nàng buồn thế? Chàng nhìn kia, bên kia là núi Thạch Lựu. Ở đó có những viên ngọc đẹp nhất trên đời, nhưng ngọn núi đó quá cao, chỉ có loài chim mới bay đến đó được thôi. Thử làm việc gì khó khăn chứ, ta sẽ đưa nàng đến đó. Thật sao? Nhưng làm sao chàng làm được? Chiếc áo này có thể đưa ta đến bất cứ đâu, nàng xem nhé. Chúng ta đang ở núi Thạch Lũ rồi sao? Alan mải mê nhặt những viên ngọc quý, không để ý Helena ở ngay phía sau anh. Bụi phép của mụ phù thủy đã khiến cho Alan chìm sâu vào giấc ngủ. Thiếp xin lỗi, thiếp không thể cãi lời mẹ, cầu mong chàng được bình an. Helena, chiếc áo biến mất rồi. Vậy là ta đã bị lừa sao? Tại sao nàng có thể làm như thế? Đi nhanh lên, mày đi chậm quá đấy. Phải xuống thấp hơn, nếu không ngọn gió thần trên đỉnh núi kéo đến sẽ cuốn chúng ta bay đi mất. Ngọn gió thần, nó có thể đưa ta rời khỏi đây. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của những gã khổng lồ, Alan quyết định leo lên đỉnh núi đón ngọn gió thần. Cậu bị cuốn đến một khu vườn với nhiều luống rau kỳ lạ, xanh mướt. Vì quá đói bụng nên cậu đã ăn ngay một cây rau gần nhất. Trời, mình đã biến thành lừa mất rồi. Sau khi biến thành lừa, Alan cảm thấy càng thèm rau hơn. Cậu liền ăn ngay một loại rau khác. Thật bất ngờ, thứ rau đó lại biến cậu trở lại thành người. Hóa ra đây toàn là những cây rau thần, chúng sẽ giúp ta trừng trị những kẻ lừa gạt. Tôi là quân lính của nhà vua, nhận lệnh mang loài rau quý về hoàng cung. Nhưng đường xa quá, rau bị héo đi nhiều. Bà có thể cho tôi xin ít nước tưới rau được không? Rau thần ư? Hẳn là sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Anh muốn bao nhiêu nước cũng được, nhưng có thể cho ta nếm thử một ít loài rau quý này không? Được thôi. Mau ăn đi, đây là rau quý mang vào hoàng cung đấy, không phải ai cũng được ăn đâu. Ngay lập tức, mẹ con mụ phù thủy bị biến thành hai con lừa. Các người là những kẻ lừa gạt xấu xa, các người đáng bị trừng phạt, làm lừa mãi mãi. Thiếp xin lỗi vì đã lừa gạt chàng, thiếp thật sự không muốn như thế. Xin chàng hãy rủ lòng thương tha cho mẹ con thiếp. Rồi các người sẽ lại lừa gạt người khác nữa thì sao? Không, tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều xấu xa nữa. Xin hãy tha cho tôi. Mũi lòng trước sự cầu xin tha thiết, Alan đã cho mẹ con mụ phù thủy ăn cây rau để biến trở lại thành người. Sau đó, mẹ con họ đã bỏ đi một nơi rất xa, không ai biết đến. Về phần mình, Alan đem số ngọc trên núi Thạch Lựu về chia cho tất cả mọi người. Bó hoa tặng mẹ. Nhân ngày 8 tháng 3, chúng em chúc cô luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, rực rỡ như những bông hoa này. Cô cảm ơn cả lớp nhé, bó hoa đẹp quá. Cô chúc cả lớp mình học thật giỏi và thật chăm ngoan. Các em cho cô gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà cùng các mẹ của các em nhé. Mẹ mình xưa nay chưa bao giờ được nhận bó hoa nào cả. Giá mà ba còn sống thì có phải mẹ đỡ tuổi thân không? Lát nữa mình sẽ mua một bó hoa ly thật đẹp tặng mẹ. Mình cũng thế, nhưng mình sẽ mua hoa hồng vì mẹ mình thích nhất loại hoa này.
mẹ sẽ vui lắm cho mà xem. Mình cũng muốn mua một bó hoa để tặng mẹ, nhưng chẳng có tiền. Trong túi chỉ có mấy ngàn tiền mẹ cho ăn sáng. Các cậu ơi, sao thế Mai? Các cậu còn tiền không? Cho mình vay 100 ngàn. Mình còn một ít, nhưng lát nữa phải mua hoa tặng mẹ rồi. Mình cũng vậy. Hôm nay ai cũng phải dùng tiền mua quà 8 tháng 3 mà. Thế à? Thôi vậy, cảm ơn các cậu. Bó hoa tươi và đẹp quá. Bó hoa kia còn đẹp thế, sao ai nỡ vứt đi thế này nhỉ? Nhưng nếu mẹ biết mình nhặt hoa của người khác, mẹ sẽ không vui đâu. Mẹ ơi, con gái mẹ đã đi học về rồi đấy à? Dạ. Mẹ ơi, trưa rồi mẹ vào nghỉ đi ạ. Ừ, mẹ xong rồi đây, làm cỏ bỏ phân, để sau kịp lớn lấy tiền cho con đóng học phí giữa kỳ. Nào, vào nhà ăn cơm thôi con. Con ráng ăn cho nhiều vào, lấy sức chiều mà đi học nhé. Mẹ ơi, hôm nay là... À đúng rồi, hôm nay là ngày cuối hạn nộp tiền sản cho xã. May mà con nhắc mẹ, lát nữa mẹ phải đi ngay kẻo quên. Mẹ còn chẳng nhớ tới ngày 8 tháng 3, chỉ suốt ngày tất bật với bao nỗi lo toan. Bó hoa vẫn tươi, mình muốn mẹ nhận được bó hoa như thế này. Mẹ ơi! Con tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Ôi, bó hoa đẹp quá. Mẹ chưa bao giờ nhận được bó hoa to và đẹp thế này. Mà con lấy ở đâu ra nhiều tiền để mua hoa thế? Con... Mai, nói thật cho mẹ biết, con lấy tiền đâu mua bó hoa này? Con nói đi, không phải con lấy tiền của ai chứ? Chân con làm sao vậy? Mai, con đã làm gì thế hả? Mẹ, không phải con trộm tiền của ai đâu. Con đã nhặt bó hoa này ở gốc cây trước cửa một ngôi nhà. Vết xước là do con bị ngã mẹ à. Ồ, ra vậy. Con sợ nếu mẹ biết, mẹ sẽ không thích, không nhận hoa con tặng. Mẹ cảm ơn con, nhưng con này, hoa mua, hoa thật, có quan trọng gì đâu. Con mới chính là bông hoa đẹp nhất của mẹ rồi đấy. Mẹ! Hãy giúp người khác khi có thể. Anh về nhé. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác vào dự án sắp tới. Tất nhiên rồi, công ty chúng tôi luôn luôn dành những sự ưu ái tốt nhất cho khu nghỉ dưỡng của ông mà. Thôi, chúng tôi về đây, hẹn gặp lại. Chào ông. Sao sếp không ở lại nghỉ ngơi thêm một vài ngày cho thư giãn đầu óc? Phải về thôi, mấy hôm là đủ lắm rồi. Chuyện gì vậy? Sao đang đi lại dừng? Có đám đông phía trước, hình như là tai nạn chú ạ. À? Tai nạn nghiêm trọng lắm hay sao mà đông quá? Ừ, mà cái ngã ba Điện Biên Phủ này suốt ngày tai nạn, ách tắc cả đường phố. Chú ơi, có người bị thương, phải đưa người ta vào viện cấp cứu gấp. Chú làm ơn chở cô ấy đến viện được không? Tai nạn à? Tệ làm ăn kinh doanh, chứ không phải xe thường đâu mà giúp được.
Ông làm ơn, người ta bị thương nặng lắm. Tôi đã nói là xe tôi là xe làm ăn, chở người tai nạn, nhớ người ta chết trên xe tôi thì tôi còn làm ăn gì nữa. Biết thế, nhưng chú à, cứu một bạn người còn hơn xây 10 tòa tháp. Chú giúp người ta đi. Thôi thôi, tôi đang vội. Anh Tài, vòng xe sang bên đường, đi luôn đi. Rõ là thất đức. Cuối cùng cũng đã về đến nhà, may quá. Tí thì bị vạ xuôi. Ôi anh ơi, có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh nói cho anh nghe xem nào. Có người vừa gọi điện nói con mình bị tai nạn giao thông. Sao ạ? Cái gì cơ? Con mình làm sao? Người ta bảo con Thu nhà mình bị tai nạn, bị ô tô quệt vào ở giữa đường Điện Biên Phủ. Giờ con đang chờ xe cấp cứu đến để đưa vào viện. Anh mau đưa em đến đó nghe xem con thế nào rồi. Con Thu bị ở đường Điện Biên Phủ sao? Đường Điện Biên Phủ ư? Chẳng lẽ... Ôi con tôi đã hại con tôi rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.